Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bí mật nào khiến ngân sách quý 1 năm 2019 có thặng dư? Một bài viết của blogger Phạm Chí Dũng, bài viết được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Từ năm tài khóa năm 2016, Chính phủ và Bộ Tài chính đã quyết định ém mà không đưa phần chi trả nợ gốc vào mục bội chi ngân sách, cố ép tỷ lệ bội chi GDP giảm xuống để làm đẹp báo cáo. Thành tích mới thời cướp đường đoạt ghế. Chính phủ của Thủ tướng Klmover và mỗi tỉnh là một đầu tàu kinh tế lại vừa đạt được một thắng lợi chính trị trong nội bộ đảng đang cướp đường đoạt ghế đến Đại hội 13. Kết thúc quý 1, chi ngân sách quốc gia thấp hơn thu ngân sách quốc gia 6.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 250 triệu đô la. Nếu những con số trên được phản ánh trung thực và có thể tin cậy được, đây là quý hiếm hoi mà ngân sách Việt Nam không những không bị bội chi mà còn có được một chút dôi dư. Điều trở nên kỳ diệu khi so sánh với mức bội chi ngân sách thời xếp của Nguyễn Xuân Phúc là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bình quân 5 đến 6% GDP, tức luôn vượt hơn mức 5% mà Liên Hợp Quốc quy định là mức nguy hiểm. Nạn tham nhũng và chi xài lãng phí vô giới hạn là hai đặc trưng trên bản mặt của Thủ tướng thời đó. Nguyễn Xuân Phúc có những quyết tâm của ông ta sau khi chính thức thay thế 3X bị rớt đài với một trong những nguyên do chính là thành tích điều hành kinh tế vừa yếu kém vừa chẳng biết gì về tài chính khiến nội bội chi ngân sách năm nào cũng như năm nào đều đội mồ sống dậy. Thời của Nguyễn Xuân Phúc đã siết lại được phần nào kỷ luật thu chi ngân sách bằng chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, phần chi lương và phụ cấp cho đội ngũ công chức gần 3 triệu người, tiết giảm chi đầu tư phát triển, giảm biên chế vân vân. Mức bội chi ngân sách được quyết tâm kéo giảm xuống còn dưới 5% GDP, thậm chí lạc quan hơn là dưới 3% GDP, tức khoảng 200.000 tỷ đồng. Nhưng làm thế nào để kéo giảm tỷ lệ bội chi trong khi tỷ lệ chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách vẫn chiếm đến 70-80% mà không hề thuyên giảm bất kể số thu ngân sách đang có chiều hướng đục trần và sụt giảm mà đã khiến đảng cầm quyền lẫn chính phủ cuống quýt tìm cách đè đầu dân tăng nhiều loại thuế như VAT, thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất và đủ các sắc thuế mang tính kiến tạo khác mà bị người dân chửi rủa chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Trong khi đó, đội ngũ công chức không những không giảm mà còn phình to hơn đến gần 100.000 người từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành thủ tướng đến nay. Còn phần chi đầu tư phát triển mà về thực chất là chi cho các công trình hạ tầng cơ sở như giao thông, xây dựng cơ bản, trụ sở hành chính, bảo tàng, tượng đài có bị cắt giảm phần nào, nhưng không phải là do thành ý của chính phủ mà bởi ngân sách đã khốn đốn đến mức chính giới quan chức chính phủ và quốc hội đã phải thừa nhận không còn biết tìm đâu ra tiền cho đầu tư phát triển nữa hoặc do thực tế chậm giải ngân vốn đầu tư phát triển. Vậy là những như dân gian đương đại truyền khẩu trong cái khó ló cái khôn, khôn vặt. Một trong những đặc trưng nổi bật của Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc mà đã không có ở Thủ tướng Dũng là thiên bẩm về số học. Thủ thuật mới đá nợ gốc khỏi cơ cấu bội chi. Từ năm 2016, Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu quan tâm đến GDP và cách làm sao để chỉ số giá trị tổng sản lượng quốc gia này chỉ có tăng khá đến tăng mạnh mà không thể tụt dốc. Hẳn đó là nguồn cơn vì sao trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam theo nhiều đánh giá độc lập vẫn ấp ạch và thực chất đã lao vào chu kỳ suy thoái kinh tế năm thứ 11 liên tiếp kể từ năm 2008. GDP vẫn được báo cáo quá sức hồng hào với tỷ lệ gần 7% và trên cả 7%. Tổng cục Thống kê đã trở thành một công cụ đầu sai, ngoan hiền dễ bảo cho những tính toán số học quá khó tin như thế. Sau đó thậm chí Thủ tướng Phúc còn mạnh dạn yêu cầu Tổng cục Thống kê đưa kinh tế ngầm vào GDP. Nguyên tắc
là quá đơn giản của học sinh cấp 1 chỉ cần ước tính kinh tế ngầm, nền kinh tế phi chính thức bao gồm cả buôn lậu khoảng 20 đến 30% GDP hiện hữu là sẽ có GDP tương lai vọt lên đến 300 tỷ đô la, thừa sức đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm kinh tế mới nổi trên thế giới. Cũng từ năm 2016, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã quan tâm và chỉ đạo một vấn đề mà có lẽ vào thời của Nguyễn Tấn Dũng đã chẳng nghĩ ra, không tính chi trả nợ gốc vào bội chi ngân sách nhà nước từ năm tài khóa 2016. Đó là lý do tại sao từ năm tài khóa 2016, Chính phủ và Bộ Tài chính đã quyết định ém mà không đưa phần chi trả nợ gốc vào mục bội chi ngân sách, cố ép tỷ lệ bội chi trên GDP giảm xuống để làm đẹp báo cáo, cùng với sự toa dập của một quốc hội mà chắc chắn thừa biết cái nguyên tắc đương nhiên phải tính nợ gốc vào cơ cấu bội chi nhưng chỉ biết gật. Đó cũng là một bí mật riêng có của một chính thể độc đảng và độc quyền về công bố báo cáo thu chi ngân sách, bất chấp yêu cầu về minh bạch tài chính ngân sách của Liên Hợp Quốc và các tiêu chuẩn hướng tới một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, điều mà chính thể này đang rất thèm muốn có được để được đi vay các nguồn tài chính ưu đãi của quốc tế. Đến năm tiếp theo, 2017, tỷ lệ bội chi ngân sách lập tức được kéo giảm đầy bất ngờ và kỳ lạ. Cần nhắc lại kế hoạch của chính phủ chi trả nợ gốc và lãi năm 2017 là khoảng 260.000 tỷ đồng, trong đó phần nợ gốc có thể chiếm khoảng 2 phần 3 trong số đó, tức khoảng 170.000 tỷ đồng. Với dự toán bội chi ngân sách năm 2017 là khoảng 250.000 tỷ đồng, nếu tính cả phần chi trả nợ gốc và bội chi ngân sách năm 2017, con số bội chi ngân sách thực sự đã lên đến khoảng 420.000 tỷ đồng, chiếm đến khoảng 8 hoặc 9% GDP so với GDP năm 2017 khoảng 210 đến 220 tỷ USD, tức còn cao hơn hẳn mức bội chi kỷ lục thời của Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2013 là 6,6% GDP. Cũng với thủ thuật ém nợ gốc như thế, năm 2018 đã được hệ thống tuyên giáo và báo đảng tung hô. Lần đầu tiên sau 13 năm ngân sách thặng dư 400 tỷ đồng. Còn năm 2019 thì sao? Vẫn trên 5%, 2019 lại là năm bản lề của công cuộc xác định cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội 13, một đại hội của đảng cầm quyền mà nếu còn xảy ra thì sẽ vào năm 2021. Cuộc đua đến đại hội này ngày càng trở nên quyết liệt và sắc máu, mà ngoài truyền thống tung hê đơn thư tố cáo nội bộ trên mạng xã hội cùng hiệu ứng đáng sợ của chiến dịch đốt lò, thì bất cứ kết quả nào được xem là khả quan về thành tích điều hành kinh tế, ngân sách cũng ghi điểm cho quan chức cao nhất trong Bộ Chính trị có cơ hội điều hành kinh tế là Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng vào quý 1 năm 2019, ngân sách Việt Nam phải trả nợ 4.000 tỷ đô la, tương đương với khoảng 90.000 tỷ đồng. Nếu tỷ lệ nợ gốc trên tổng nợ phải trả vẫn nằm vào khoảng 2%, con số nợ gốc mà ngân sách Việt Nam phải trả vào quý 1 năm 2019 là 60.000 tỷ đồng. Mà như vậy, không thể có chuyện ngân sách có thặng dư 6.000 tỷ đồng mà đã bội chi gấp 10 lần con số đó trong quý 1 năm 2019, biến thành tích của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành nỗi bất hạnh cho cá nhân của ông ta. Nhưng trên hết là một dân tộc bị đè đầu bóp họng để có tiền trả nợ. Để nếu mức bội chi ngân sách 60.000 tỷ đồng của quý 1 được mặc định cho nguyên năm 2019, tỷ lệ bội chi ngân sách năm 2019 sẽ vẫn là một bản sao trung thành của thời Nguyễn Tấn Dũng trên 5%. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn cho các chương trình của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin hãy bấm nút đăng ký màu đỏ và bấm ở quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về những video sắp phát hành của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.